Hoàng Cự Đà là tiểu hiệu dưới thời Trần, năm 1258. Bẩm Phụ Hoàng, trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ vừa qua, triều đình ta đã khen thưởng cho những người có công, nhưng cũng cần phải trách phạt những kẻ bất trung để làm gương. Xin Phụ Hoàng hãy xử tội Hoàng Cự Đà. Hoàng Cự Đà? Dạ đúng. Chuyện là... Mau, mau hỏi người trên thuyền kia xem có biết giặc ở đâu không. Này bác ơi, bác có biết quân Mông Cổ bây giờ đang đóng ở đâu không? Không biết. Các người đi mà hỏi những người được ăn muỗng vua ban ấy. Thái tử kể chuyện khiến trẫm nhớ ra rồi. Lần đó kinh thành được mùa muỗng, trẫm đã sai người hái muỗng về thiết đãi tướng sĩ, lại sai nội quan chia muỗng cho các quan. Có lẽ các nội quan đã bỏ quên Hoàng Cự Đà chăng? Nếu vậy thì cũng tại lỗi của trẫm cả. Thì ra chuyện là do mấy quả muỗng. Đúng thật là... Nhưng ông nghĩ xem, muỗng này là lộc vua ban, Cự Đà không được nên mới nghĩ mình bị khinh rẻ, sinh ra oán giận chứ. Đúng là việc nhỏ, nếu không để ý có thể sinh họa lớn. Thật quá lắm. Có câu chuyện thế này. Đời Xuân Thu ở phương Bắc, nước Trịnh mang quân đi đánh nước Tống. Lúc sắp đánh nhau, tướng nước Tống là Hoa Nguyên làm thịt dê cho binh sĩ ăn, nhưng người đánh xe là Dương Trâm. Đến khi lâm trận, Dương Trâm đã nói với Hoa Nguyên rằng: con dê hôm trước là quyền ở ông, việc đánh nhau hôm nay là quyền ở tôi. Thế rồi Dương Trâm đã đánh xe chạy vào hàng quân Trịnh, cho nên nước Tống bị thua. Tội của Cự Đà đáng giết cả họ, nhưng việc Cự Đà như vậy là lỗi ở trẫm. Trước đây khi ban muỗng cho quần thần, ta chưa công minh để Cự Đà sinh lòng bất trung. Nay trẫm tha tội chết cho Cự Đà, cho sung Cự Đà vào quân đội, đi đánh giặc để lấy công chuộc tội. Câu chuyện chia muỗng và quyết định tha chết cho Hoàng Cự Đà của Trần Thái Tông đã thể hiện tấm lòng khoan dung và ân đức của vua đối với kẻ dưới. Lê Tần là một đấng lương thần vũ dũng, mưu lược, giàu lòng trung nghĩa dưới triều đại nhà Trần. Thăng Long, 30 tiết Đinh Tị, tức tháng Giêng năm 1258. Khấu kiến bệ hạ. Khanh đã đến rồi. Hãy cùng ngồi xuống đây. Tạ ơn bệ hạ. Vậy là quân Mông Cổ đã bị đánh đuổi ra khỏi bờ cõi. Từ nay trăm họ có thể yên nghiệp làm ăn rồi. Ngày mai là mùng 1 Tết, trẫm sẽ thiết triều định công ban thưởng cho tướng sĩ. Riêng Khanh trẫm sẽ phong lên chức ngự sử trung tướng, chi tam ti viện sự. Sắp tới Khanh hãy sang Mông Cổ thông hiếu với họ. Đội ơn bệ hạ. Bệ hạ quá ưu ái cho Lê Tần rồi. Thời gian qua, nếu trẫm không có Khanh giúp sức thì làm gì có được như ngày hôm nay. Kìa bệ hạ, Lê Tần cũng chỉ như bao huynh đệ tướng sĩ khác mà thôi. Khanh còn nhớ trận chiến ở Bình Lệ Nguyên mới đây, khi chiến trường thất thủ, quan quân cứ dần dần rút lui hết cả không. Lúc đó trẫm ngoảnh lại hai bên, chỉ thấy có một mình Khanh gan dạ cưỡi ngựa ra vào trận mạc. Trong lúc hiểm nghèo, Khanh theo trẫm xả thân vì nước. Nay đất nước Thái Bình, Khanh hãy cố gắng để cùng trẫm làm tròn sự nghiệp sau này. Bệ hạ đã nói như vậy, sao Lê Tần dám thoái thác trọng trách? Trẫm cho gọi Khanh tới là còn chuyện gia đình muốn nhờ ái Khanh. Xin bệ hạ dạy bảo. Trẫm biết Khanh cảm mến công chúa Chiêu Thánh từ lâu. Nay trẫm muốn tác hợp cho Khanh với công chúa nên duyên vợ chồng. Bệ hạ, công chúa Chiêu Thánh không chỉ từng là hoàng hậu của bệ hạ, mà còn từng là nữ vương của nhà Lý. Lê Tần đâu xứng đáng. Kìa, Khanh lo ngại điều gì chăng? Thần e việc này sẽ khiến bệ hạ phải chịu những lời lẽ không hay. Trẫm không quan tâm. Đời này trẫm đã nợ Chiêu Thánh, chỉ cần nàng được hạnh phúc, mấy lời bàn tán của thiên hạ trẫm đều bỏ ngoài tai. Chiêu Thánh, nàng hãy ra đây. Chiêu Thánh, nay trẫm làm gì bù đắp cho nàng cũng là muộn màng, nhưng hãy hứa với trẫm, nàng nhất định phải hạnh phúc bên Lê Tần. Hãy khép lại quá khứ đau thương để bắt đầu một cuộc sống mới. Ta biết Khanh thật lòng với công chúa, hãy đối xử với nàng thật tốt.
Mùng 1 Tết Mậu Ngọ 1258, Trần Thái Tông phong cho Lê Phụ Trần chức ngự sử đại phu, gả Chiêu Thánh công chúa cho ông. Khi đất nước Thái Bình, triều đình đã tin cậy trao phó cho Lê Tần gánh vác những trọng trách lớn. Với những đóng góp cho đất nước, ông thực sự xứng đáng với biệt danh Lê Phụ Trần mà nhà Trần đã ban tặng.